Hello, hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Khánh Băng Tâm Tiếp tục hành trình 28 ngày luyện vẽ may mát và tiếng Anh cùng 5 phút thuộc bài Thì bài may mát của mình hôm nay là bài may mát thứ 10 Thì đầu tiên mình sẽ vẽ hình trung tâm trước, sau đó mình sẽ phát thảo các nhánh Thì bài may mát này hơi nhiều nhánh nha Nên khi đó phối màu mình cũng hơi bị lâu một xíu Mình cũng chưa biết cái cách phối cho nó đẹp Và cũng chưa có biết cách sáng tạo thêm những cái họa tiết mới Thì mình bài mát này mình vẽ lại theo bài mát trong ứng dụng 5 phút thuộc bài hay là sử nhớ học đường lúc trước đây là bài mát sau khi phát thảo của mình Được, tiếp theo là mình sẽ lên màu hình trung tâm trước nha cả nhà sau khi lên màu hình trung tâm chỉnh sửa rồi mà mình mới lên màu những cái nhánh tiếp theo nhánh 1, nhánh 2, nhánh 3, nhánh 4 thì mình sẽ lên màu theo chiều kim đồng hồ nha thì bài mát này gồm có 9 nhánh đây là bài mát mình sau khi hoàn thành cả nhà